Đại lục linh võ tập 24, võ kỹ thần gia, ám sát thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Trong đại điện thần gia, đám đệ tử cũng không có rời đi, bọn họ vẫn một mực chờ đợi, chờ trường bối thần gia mang người trở về. Nhưng khi nhìn thấy cái kia từng thi thể và thảm trạng của những người còn lại, lúc này bọn họ mới cảm thấy kinh hãi. Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua bọn họ chứng kiến hình ảnh như thế này. Có người khóc lên, bởi vì bên trong những người chết đi có thân nhân của bọn họ, thậm chí là phụ thân, gia gia của họ lần này đa tạ ảnh tiền bối nếu không thì thần gia chúng ta phải nhận thiệt hại khó mà lường được lão phu cảm tạ ngài nói xong thần lão tổ củi người thật sâu hành lễ anh lão đưa tay một cỗ lực cản vô hình ngăn trở hành động của thần lão tổ thần lão tổ nói quá rồi đây là ước định của thần gia cùng tiểu thư nhà ta lão phu tất nhiên sẽ toàn lực trợ giúp thần gia bất quá chuyện này cũng sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu mặc kệ như thế nào thần gia chúng ta vô cùng cảm kích người thần gia rối giết nói tạ ơn cũng đa tạ tiểu thư mộng dai nếu không phải nhờ nàng thì lần này thần gia sợ là sẽ gặp tai ương diệt tộc đám hậu bối đứng sau thần phàm nhìn về phía thiếu nữ kia rồi cũng cúi người thật sâu nếu không phải nhờ vào lời nàng ấy nói thì có lẽ tại kiếp lần này thần gia khó thoát khỏi thần phàm tiền bối khách khí đây là ước định của chúng ta không phải sao thanh mộng giai cười nhạt một tiếng người khác không thể đoán được trong lòng nàng ấy đang nghĩ ghi về sau nếu cần thần mỗ hỗ trợ chuyện gì xin sứ tự nhiên tại hạ sẽ toàn lực hoàn thành thần phàm ông quyền nói ra nếu vậy thì hy vọng thần phàm tiền bối có thể sớm ngày khôi phục thanh mộng giai nói xong rồi liền đứng dậy chúng ta không quấy dày thần gia xử lý hậu sự có cần gì cứ mở miệng tiểu nữ tử sẽ cố hết sức hèn của mình thanh mộng giai đứng dậy cáo từ ảnh lão theo sát phía sau bất quá sau đó lại nhìn về phía thần thiên tiểu tử thiên phú của ngươi không tồi nhưng cũng chỉ mới là đệ tử ngoại môn thôi nếu ngươi muốn chân chính nắm giữ lực lượng cùng vốn liếng đối kháng người khác sau khi trở về hãy nhanh chóng trở thành đệ tử nội môn đi hy vọng về sau còn có cơ hội nhìn thấy ngươi đa tạ ảnh lão chỉ bảo nhìn tình hình này thì xác thực nên trở về tông môn thôi hai người đi rồi, lão tổ nhìn những đệ tử thần gia còn lại nói, người thần gia đều đi theo ta, đây là thời điểm ta nên nói chút chuyện của thần gia cho các ngươi. Nơi sâu nhất trong nội viện thần gia, nơi này là từ đường thần gia, mặc dù rất nhiều người đều biết rõ nơi này nhưng đây là lần đầu tiên bọn hắn đến nơi này. Giữa từ đường thần gia có một loạt các bài vị, trên đó viết tên của lịch đại tổ tiên thần gia, lão tổ, những năm gần đây là ta vô dụng nên khiến thần gia lâm vào nguy cơ to lớn như thế, còn suýt nữa diệt môn, thần lão tổ dập mạnh đầu xuống, lão lệ ngang dọc, sau lưng thần gia còn lại hơn 200 đệ tử cũng nhao nhao quỳ xuống. Lão tộc trưởng, đều là do ta không thể bảo vệ tốt đệ tử hậu đại thần gia nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Chuyện này cùng lão tộc trưởng ngài không hề có quan hệ. Thái thượng trưởng lão khe khẽ thở dài. Hôm nay từ trên xuống dưới thần gia tổng cộng chết 143 người, đều là nhân vật cực kỳ trọng yếu của thần gia. Bất quá, lần này hậu đại thần gia chúng ta còn tồn tại gần như toàn vẹn cũng là nhờ lão tổ phù hộ. Đệ tử thần gia nghe đây, hơn 300 năm trước thần gia chúng ta đi tới chấn tinh thần, lúc ấy lão tổ từng lưu lại hai bộ võ kỹ một là tụ linh quyết thứ hai là kỳ lân tỷ người muốn tu luyện tụ linh quyết nhất định phải là thuộc tính võ hồn hoặc là linh giả nhưng lại không hạn chế võ giả chỉ là không phát huy được uy lực lớn nhất mà thôi về phần kỳ lân tử bởi vì yêu cầu điều kiện thân thể cực kỳ hà khắc những năm gần đây chính ta cũng không cách nào học được phẩm cấp của tụ linh quyết ngay cả ta cũng không biết nhưng kỳ lân tý này chính là võ kỹ cao giai địa cấp uy lực vô tần nếu tu luyện thành công thì kỳ lân tý bất tử bất diệt tai cụt cũng có thể mọc lại hiện tại ta sẽ đem hai bộ võ kỹ này truyền thụ cho tất cả các người thả ra thần niệm để nhớ kỹ đi thần thức thần lão tổ thả ra nội dung của hai bộ võ kỹ tràn vào trong đầu tất cả đệ tử thần gia tụ linh quyết tu luyện tượng đối hà khắc nếu các ngươi không muốn thì không cần cưỡng cầu tất cả thuận theo tự nhiên bí pháp tụ linh quyết không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không được sử dụng nếu không việc tu luyện về sau sẽ bị tác dụng phụ ảnh hưởng về phần kỳ lân tỷ thì nếu không có nhục thân cường đại cũng không cách nào phát huy ra được uy lực của nó nhưng đây cũng là võ kỹ tổ truyền của thần gia chúng ta hy vọng mọi người có thể đem thần gia phát triển dạng dỡ thần lão tổ một hơi nói xong bây giờ thần gia bị tổn thương nguyên khí hai quyển võ kỹ này mặc dù có chút nguy hiểm nhưng lại vô cùng mạnh mẽ hiện tại toàn bộ hy vọng của thần gia đều dựa ở trên người đám hậu đại này thần lão tổ không thể không đem hy vọng ký thác cho bọn hắn đám người lần nữa trở lại đại viện thần gia sau đó lại nghe truyền đến tin tức bát trường lão bỏ mình đó chính là gia gia của thần chiến gia gia người yên tâm còn nhất định sẽ báo thù cho người thân thể vạm vỡ của thần chiến run rẩy lưu lại nước mắt không cam lòng sau một lát thần gia đưa những thân nhân đã mất đi an táng tại từ đường thần gia lần này hơn 100 người tử vong khiến toàn bộ thần gia đều chìm trong một mảnh đau thương mà kết quả đại chiến của ba nhà cũng từ cổ trấn tinh thần truyền ra trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ từ yêu thú xuất thủ đến luyện ngục môn ra tay sau là võ tông đại chiến đến cuối cùng là cường giả võ vương xuất thủ tất cả mọi thứ đều khiến cho người khác không cách nào quên được toàn bộ người của chấn tinh thần cũng đã thấy được lực lượng tiềm ẩn đáng sợ của ba nhà này mặc dù cuối cùng cũng bị lão giả cường đại thần bí kia quấy nhiễu chiến đấu nhưng lần này chiến đấu thảm khốc như vậy sợ là tương lai sẽ chôn xuống mầm tại họa tất cả mọi người đều cảm thấy được đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi sau đó bất kể là thần gia văn nhân gia cũng đều điệu thấp xử lý tăng sự dù sao còn có một đống lớn sự tình chờ ba nhà này từ mình xử lý sau một trận đại chiến cả ba nhà đều có tổn thương thần gia tất nhiên là tổn thất thảm trọng bất quá sau khi kiểm kê lại thì sắc mặt văn nhân gia cùng cổ gia lại càng ngày thêm khó coi nhân số tử vong của hai nhà bọn họ gấp hai lần bên kia nên cũng tổn hại nghiêm trọng người chết không thể sống lại tiểu thiên đệ đừng quá thương tâm trong lòng thần thiên vẫn lo lắng chuyện của thần gia tuy hắn đối với thần gia cũng không có bao nhiêu tình cảm thâm hậu nhưng kiếp trước hắn cũng xem như là cô nhi rồi hiện tại hắn lại trải qua việc mất đi thân nhân khiến trong lòng hắn rất phiền muộn lạc hề tỷ đệ chỉ là cảm thấy bản thân mình quá vô dụng thôi nếu như đệ cường đại hơn thì có thể bảo hộ những người mà đệ chân quý rồi Tương lai nếu như cũng xuất hiện địch nhân cường đại giống hôm nay thì đệ cũng không có cách nào bảo hộ tốt thần gia này, không cách nào bảo hộ phụ thân, càng không biện pháp bảo hộ lạc hề tỷ, cho nên đệ còn muốn mình phải cường đại hơn nữa. Đôi mắt thần thiên lóe ra ánh sáng vô cùng kiên định, tuyết lạc hề ôn hòa ôm hắn vào lòng, ôm thần thiên thật chặt. Chúng ta cùng cố gắng, cùng mạnh lên, bảo hộ tất cả những điều trận quý của chúng ta. Vâng, cho dù được bao bọc thân thể thơm ngát mềm mại, nhưng trong đầu thần thiên vẫn chỉ có suy nghĩ là phải mạnh hơn nữa tụ linh quyết cùng kỳ lân tý đối với thần thiên thì đều có thể tu luyện cho nên hắn trực tiếp đi phòng tu luyện tụ linh quyết này tất nhiên có thể dẫn động linh khí gia tăng linh khí tăng lên lực lượng bất quá nếu tăng lên quá nhiều thì đối với thân thể càng thêm bất lợi nếu cưỡng ép tăng tu vi cơ thể còn có thể sẽ gặp phải sự phản phệ nghiêm trọng bất quá chỉ cần tuân thủ nguyên tắc thì có thể kết hợp với nhau để tăng thêm sức mạnh phát huy ra hiệu quả to lớn linh kỹ này hoàn toàn dựa vào chính bản thân người tu luyện để tạo ra lực lượng còn về phần kỳ lân tý đối với thân thể yêu cầu cực kỳ hà khắc nhưng thần thiên vốn có võ hồn chiến giáp nên hoàn toàn có thể chịu đựng lực lượng phản chấn cường đại của kỳ lân ti cho đến hiện tại trừ hắn ra thần gia chỉ có tên châu bò thần chiến kia là có thể tụ luyện thật không ngờ thần gia thế mà còn có loại chiến kỹ tụ linh quyết cường đại này ta thật đúng là đã nhìn lầm các ngươi lúc kiếm lão nhìn thấy tụ linh quyết cũng cả kinh kiếm lão ngài có biết rõ tụ linh quyết này sao thần thiên mở miệng hỏi kiếm lão thở dài ngoan ngoãn mà tu luyện cho tốt đi ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì bất quá võ kỹ này hẳn là không đầy đủ rồi kỳ thật trong lòng kiếm lão có chút nghi hoặc tụ linh quyết này hình như rất giống với võ kỹ kia chẳng lẽ là ông ta suy nghĩ nhiều nghi vấn ở trong lòng thì kiếm lão tất nhiên không có nói ra chỉ là đối với thần gia này lại nhiều thêm một tia hiếu kỳ kỳ lân tý thần thiên ngồi xếp bằng nội dung của kỳ lân tý xuất hiện trong thức hải công pháp địa cấp cao gia hình như cũng là võ kỹ không đầy đủ như vậy nội dung khổng lồ tràn vào bên trong thức hải của thần thiên trước đó vội vàng nên không cẩn thận suy nghĩ lúc này nghĩ kỹ lại tất nhiên hiểu rõ giá trị của võ kỹ địa cấp cao dài thần thiên uy lực thì càng không cần phải nói đến có thể so với đệ tử kiếm của kiếm thập tam thức thậm chí là mạnh hơn nữa một lát sau trong mắt thần thiên thoáng qua một tia rung động kỳ lân tý thật đúng là bất phàm bất quá cái này điều kiện tu luyện đâu phải chỉ hà khắc một chút muốn tu luyện kỳ lân tý thành công nhất định phải nhiễm máu kỳ lân cấp 7 hoặc là phải có huyết mạch giống như kỳ lân ví dụ như long huyết chỉ điều kiện này thôi thì sợ là người bình thường cả một đời cũng không có khả năng thành công máu kỳ lân cấp 7 cái này cũng giống như là tự tìm đường chết mặc dù là bất cứ kẻ nào cũng có thể tu luyện nhưng đối với đại đa số người mà nói đều không có tác dụng gì thần thiên cười khổ khó trách thần gia có võ kỹ bá đạo tuyệt luôn như thế lại không có lấy ra ở trong cổ trấn nho nhỏ này võ kỹ dạng này chẳng những không dùng được ngược lại còn đưa tới cho bản thân chắc vì thế mới giấu cho đến nay chỉ là cấp bảy mà thôi tiểu tử nhà ngươi ít làm bản đế mất mặt đi có cơ hội chúng ta đi kiếm một con cho người kiếm lão cũng không tức giận mà nói ra bạn đang xem đại lục linh võ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Thần thiên cười cười, cấp 7 ở trong mắt của ông xác thực không tính là cái gì, nhưng vấn đề là kiếm lão hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn thôi. Tự thân ông ta còn khó bảo toàn mà vẫn không quên đắc chí. Kiếm lão, mấy ngày nữa ta sẽ rời đi chấn tinh thần về tông môn một chuyến. Đi ra cũng đã 3 tháng, cũng không biết thiên tông môn thế nào. Lần này trở về phải nghĩ biện pháp trở thành đệ tử nội môn mới được. Tiêu tử người rốt cục cũng quyết đoán, bản đế đã sớm không ở yên nổi rồi, không bằng sáng sớm ngày mai liền đi dù sao hiện tại hai nhà kia cũng không dám làm gì thần gia có bản để chỉ đạo sau khi tôi luyện một lần sẽ mạnh lên rồi trở về diệt hai nhà trong nháy mắt mà thôi lúc này đêm đã khuya nếu hiện tại rời đi chỉ sợ cũng không ổn thần thiên nghĩ nghĩ nói ra được rồi vậy thì sáng sớm ngày mai đi kiến thức qua những cường giả kia giao phong trái tim thần thiên kia giống như có ngọn lửa đang đốt vậy hắn muốn mạnh lên cường đại để bảo hộ tất cả mọi người chân quý đối với hắn ngày hôm sau ở nội viện của thần gia thần thiên vừa vào trong phòng đã thấy thần nam và thần chiến ở đó thiên nhi sao còn lại tới đây thần phàm thần phong cùng các vị trưởng lão đều ở đây thần lão tổ đang ngồi ở trên vị trí cao nhất phụ thân lão tổ các vị tộc lão thúc phụ thần thiên còn đến để cáo biệt còn quyết định hôm nay sẽ trở về tông môn thần thiên bây giờ đang là võ đồ tầng 3 mức cao nhất cũng nhờ vào tụ linh quyết mà hắn đã đạt được linh sĩ tầng 8, chỉ thiếu một chút là có thể trở thành linh giả nhưng linh kỹ ở trong gia tộc không có nhiều trở về Tông môn là lựa chọn tốt nhất thiên ca huynh cũng chuẩn bị rời đi sao lần này thần nam đến đây cũng là để cáo biệt các ngươi cũng phải đi sao thần thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm ngay từ khi thần nam từ vương thành trở về đôi mắt của thần nam tràn đầy sự cứng cỏi chuyện của ông nội hắn ảnh hưởng rất lớn đến hắn đệ tử thần gia ta muốn trưởng thành đương nhiên không thể chỉ ở trong gia tộc chuyện sau này chúng ta phải đưa các đệ tử của gia tộc vào tông môn để bọn họ mau chóng trưởng thành thần thiên thần nam thần chiến đây là túi không gian có cái này đi ra ngoài cũng có chỗ tốt nhớ kỹ núi cao còn có núi cao hơn người giỏi còn có người giỏi hơn các con đừng nên lỗ mãng, nhưng người võ đạo luôn chung một đường, tu luyện giả không được lùi bước." Thần lão tổ nhẹ giọng nói, "Vâng ạ, trước cổng chính của thần gia, Tuyết Lạc hề rất muốn đi cùng Thần Thiên, nhưng lại bị Thần Thiên từ chối. Lạc hề tỷ, niên hội năm sau, nếu có thời gian ta nhất định sẽ trở về, ta nhất định phải mạnh lên." "Được." Tuyết Lạc hề nhẹ giọng gật đầu, đưa mắt nhìn Thần Thiên rời đi, thiếu niên trở về cũng chỉ có một con khoái mã, lại mang lại biết bao nhiêu kinh diễm cho thần gia, càng là người nổi bật nhất trong vương thành đại chiến, bây giờ rời đi trong lòng mọi người đều đi theo hắn, nhưng rời đi lúc này đều vì tương lai tốt đẹp sau này. Thần Thiên mang trong mình sự nhiệt huyết và quyết tâm, thúc giục hắn không được rậm chân tại chỗ. Trong mắt của hắn là sự vô biên, rộng lớn của đất trời. Lúc này, tại Văn Nhân ra và cổ ra, cái gì? Có người của Thần Gia rời khỏi chấn tinh thần mà các người lại không biết? Ta tốn cơm nuôi các ngươi để làm gì? Văn Nhân chiến gầm thét, hẳn đoán được sẽ có đệ tử trẻ của Thần Gia rời đi, nhưng lại không biết tại sao lại chẳng nhận được tin tức gì. Lúc này đệ tử Thần Gia cũng đã rời khỏi chấn tinh thần rồi được rồi bây giờ hãy bắt đầu dốc toàn lực để bồi dưỡng thế hệ sau của gia tộc dự định của ba nhà không khác gì nhau lắm những tâm nguyện chưa thể hoàn thành cũng chỉ có thể gửi gắm vào người những đệ tử sau này sau một ngày phía trên đại đạo thục nam thiên ca sau này còn gặp lại lúc gặp lại ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ thần thiên hy vọng đến lúc đó có thể đánh với ngươi một trận thần chiến cũng cảm thấy mong chờ thần nam thần chiến đi đường cẩn thận thân ảnh của ba người rời đi thần thiên đi về phía tông môn mà hai người kia thì tiến về phía hoàng thành đại đạo khoái mã chạy như bay thân ảnh thần thiên thoáng qua rồi biến mất nhưng lúc bọn hắn mỗi người một ngã không bao lâu một nhóm hắc y nhân lại xuất hiện ở đó không cần để ý đến hai người kia mục tiêu của chúng ta là hắn bảy hắc y nhân ánh mắt trầm lạnh nhìn theo hướng thần thiên vừa đi trong nháy mắt màn đêm buông xuống cho dù có đi suốt đêm trở về tông môn cũng phải mất mười ngày thần thiên cũng không vội ban đêm đi theo dọc đường vào tiểu trấn tìm một chỗ ở rồi bắt đầu tu luyện kiếm võ hồn phóng thích kiếm ý bao phủ cảm ngộ kiếm thế sau đó bắt đầu thôi động kỳ lân tim mặc dù trong cuộc chiến của thần gia lần này hắn không tham gia vào quá nhiều thế nhưng trận chiến này đã lưu lại rung động lớn như khắc sâu vào trong lòng trận giao đấu của những cường giả kia ngược lại khiến hắn hiểu ra nhiều điều nguyên lực trong trời đất không ngừng truyền vào trong thân thể thần thiên một cỗ linh khí trắng như ẩn như hiện dường như muốn phá mọi rào cản đây là hiện tượng võ đồ muốn đột phá khi cỗ linh khí kia không ngừng thu hẹp lại bành trướng đợi đến lúc hoàn toàn hấp thu xong cũng chính là lúc mà thần thiên đột phá trở thành võ đồ tầng 4. Lúc này, bên ngoài nhà trọ xuất hiện nhiều bóng người lần lượt chạy đến dựa vào quán rượu, sau đó yên lặng tiến vào bên trong nhà trọ, thân ảnh lấp lóe, tựa như hắc giả ám linh, trên người những người này đều mang theo kiếm, hoặc cung, hoặc loan đào, tuy vũ khí khác nhất nhưng đều là lợi khí để giết người, chọn nơi này đi, trực tiếp giết chết, tránh sau này phát sinh nhiều phiến phức, bên trong đám người xuất hiện một người đứng đầu, sau đó tất cả lặng im đến gần cầu phòng của thần thiên, một lát sau, mà kệ thấy rõ hay không thấy rõ, vũ khí đều nhắm về phía giường hẹp mà công kích, dừng tay trong đó có một nữ nhân kẽ kêu sau đó xúc đệm chăn lên thấy trên giường chẳng có một ai không tốt xa hỏa này chạy trốn rồi đuổi theo hẳn là hắn vừa đi không bao lâu cửa sổ không kéo kín hoàn toàn hiển nhiên là vội vàng chạy đi nên hẳn chạy không xa những thân ảnh này lập tức điên cuống xông ra ngoài kiếm lão có bao nhiêu người đang đuổi giết ta vốn là thần thiên đang tu luyện nhưng nhờ có kiếm lão nhắc nhở có người ám sát điều này khiến cho thần thiên có chút kinh ngạc ha ha từ từ người có mặt mũi rất lớn sáu người có tu vi võ đồ trong đó có một võ sư tầng 7, người yếu nhất cũng đã là võ đồ tầng 6, tất cả đều mạnh hơn tiểu từ tử ngươi. Kiếm lão không nhịn được cười nói, là bọn họ, lúc đầu thần thiên định âm thầm rời đi, không ngờ đến lại bị thích khách phát hiện, muốn chạy, phá vân xuyên giáp tiễn, su một mũi tên xé gió gà thét lao đến, thần thiên dùng nghênh phong đạp tuyết tránh đi, người bắn ra mũi tên này ít nhất cũng là võ sư tầng 5, đuổi theo, nếu để cho một võ đồ nho nhỏ như vậy chạy thoát, chúng ta sống đến bây giờ đều là người vô dụng, những người này phát hiện thần thiên liền đuổi theo sau không rời, tất cả đạp cửa sổ ra, đuổi giết theo hướng Thần Thiên đã chạy, đêm tối, thiên hôn địa ám, tia sáng ảm đạm yếu ớt, nếu không phải ánh mắt của tu luyện giả cực tốt, sợ là không thể nhìn được đường mà đi, nhưng mà đối với Thần Thiên cũng không có ảnh hưởng gì, con hàng này trời sinh các giác quan đều vô cùng nhạy cảm, cho dù là bóng đêm lờ mờ, hắn đều có thể cảm giác được con đường phía trước một cách rõ ràng, nhưng dù sao cũng là cường giả võ sư, nếu như Thần Thiên tiếp tục sử dụng nghênh phong đạp tuyết cũng có lúc tiêu hao hết nguyên lực, đến lúc đó, không cần người nào ra tay, hắn cũng bị bại chết ông lại một mũi tên phóng đến mũi tên kia sượt qua bên tai kinh phong cường đại đánh lên gương mặt khiến hắn đau nhức đáng giận lại là cái người sử dụng tiễn võ hồn thần thiên thầm mắng trong lòng ông sư hai tiếng gào thét xé gió lại phóng đến thần thiên tránh thoát mũi tên sau lưng trong lòng lại càng hêm ngưng trọng những người này chẳng những thực lực cường đại mà dường như đều đã trải qua huấn luyện ra tay nhanh chuẩn hùng ác một mũi tên lại tiếp một mũi tên khiến hắn không có cơ hội để thở dốc cứ tiếp tục như thế này sớm muộn gì cũng bị họ đuổi kịp đến lúc đó thì chết chắc sau khi thần thiên tránh thoát một lần nữa trong lòng thầm nghĩ hắn hoàn toàn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của đám võ sư này chỉ có thể liều mạng một lần thần thiên chạy thật nhanh trong đêm tối bụi đất mịt mù kẻ thù đuổi giết ở sau lưng càng lúc càng gần trong đó có một võ sư dùng kiếm đã đuổi đến trước người hắn nhưng vào ngay lúc này thân ảnh thần thiên đột nhiên biến hóa dường như quay người ngay lập tức nghênh phong đạp tuyết giết xúc thể đã lâu kiếm thế của bạt kiếm thuật lập tức lóe lên một tia sáng bạc kinh thiên trong đêm tối Tên võ sư đang đuổi theo kia không ngờ tới việc thần thiên phản kích, không kịp đề phòng nên bị thần thiên chặt đứt một tay. Nhưng ngay cả một tiếng kêu thảm của đối phương cũng không có. Lần này có chút đình trệ. Những người còn lại ngay lập tức vây quanh hắn, hình thành nên một vòng tròn chặn lại tất cả mọi hướng mà thần thiên có thể chạy thoát. Trong đêm tối, bên trong ánh mắt của cả sáu người đều tràn đầy sát khí. Thần thiên có thể chặt đứt một tay của võ sư khiến bọn họ kinh ngạc, nhưng chỉ trong nháy mắt, trong mắt lại khôi phục dự lạnh lẽo và sát khí. Ra tay, dừng tay, giao hắn cho ta. Lúc này thân ảnh của võ đồ tầng sau đáp xuống đất là giọng nói của một nữ nhân hơn nữa giọng nói này thần thiên cực kỳ quen thuộc bách lý phượng tuyết sắc mặt thần thiên lạnh lẽo nói xong thì ngừng lại hắn không ngờ người truy sát hắn lại là vương tộc thành thục nam gia tộc bách lý hơn nữa còn là bách lý phượng tuyết tự mình đến đây mọi người đều nói thiếu chủ thần thiên của thần gia chính là một phế vật nhưng mà ta thấy thần thiên không những thiên phú xuất chúng năng lực ứng biến cũng không thể coi thường người giống như ngươi nếu có thêm thời gian 10 năm 20 năm thành tựu không thể nào tưởng tượng được, chỉ tiếc là, đáng tiếc cái gì, mặc dù người tài giỏi ngút trời, nhưng nếu bây giờ ngươi chết cũng sẽ chẳng có ai biết đến, gương mặt băng sơn của Bách Lý Phượng tuyết lộ ra một tê lạnh lẽo, chỉ vì lúc vương tộc đại chiến, ta đã đánh bại ngươi sao, một chút thẳng bại nhỏ như vậy, lại khiến Bách Lý Phượng tuyết ngươi hận ta, truy đuổi ta từ chấn tinh thần đến đây, còn sử dụng cả một đội quân để dồn ta vào chỗ chết trong giọng nói của thần thiên mang theo mấy phần lạnh lùng và giễu cợt khi nhìn thấy bách lý phượng tuyết tất cả mọi việc đều trở nên sáng tỏ cũng khó trách tại sao những người này lại cường đại như vậy những người này đều là những người trong quân đội của thành chủ nhưng thần thiên nghĩ mãi không ra bách lý phượng tuyết cũng không phải người có lòng dạ hẹp hỏi cho dù hắn đánh bại nàng cũng không đến mức muốn mạng mình mới phải lúc đầu ngươi có thể không cần phải chết nhưng sự tồn tại của ngươi ảnh hưởng đến toàn bộ vương tộc thuộc nam ta hơn nữa ngươi đã từ chối lời mời của vương tộc ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để mặc loại người như ngươi tiếp tục phát triển sao thần giang ngươi và ngươi đều có dạ tâm đường đường là vương tộc cao cao tại thượng lại có thể làm ra loại chuyện sơ bẩn này sao chỉ cần người nào không phục túng các ngươi đều phải chết sao thần thiên cười lạnh chỉ là một thành chủ mà thôi cho dù là vương tộc được mọi người tôn sùng nhưng không ngờ trong mắt không chứa được một hạt cát thật là ngang ngược bá đạo tiểu thư không cần nói nhảm với hắn hãy để ta giết hắn một võ sư tầng 7 lên tiếng nói không ta muốn tự tay giết chết hắn lần ám sát này bách lý phượng tuyết không cần phải ra mặt nhưng có thể là nàng không cam tâm khi để thần thiên chết trong tay kẻ khác cho nên nàng đến đây muốn tự mình giết chết thần thiên muốn giết thì tới đây đi ta muốn nhìn xem các ngươi có thể giết được ta hay không chết cũng chẳng có gì đáng sợ thần thiên không sợ chết đối mặt với sự sống chết thần thiên lại tỉnh táo đến đáng sợ đồ lục võ hồn võ hồn màu đen đỏ phóng ra khắp nơi quỷ khóc thần sầu ở trong đêm đen kịt như thế này lại giống như bách quỷ dạ hành mà lúc này kiếm võ hồn của thần thiên cũng phóng ra kiếm ý lạnh lẽo hai con người trong đêm tối lạnh lẽo không có chút tình cảm trong đêm tối cuộc chém giết bắt đầu kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người